Hello Tani và các bạn. Đây, đóng cửa lại liền. Chị bán chó cho. Hay thả nó chó đi chơi. Đi. Nó không chịu rời khỏi nhà đâu. Không? Vậy chị cầm giùm em. Tiny và Honey. Hay dữ. Sợ bỏ rơi nó đi về. Chó dữ thương không? Rồi quay đi, bấm nút đỏ chị. Đây. Con đi đi, nó đi theo con. Thả cua. Hả? Thả mấy con cua. À, dạ. Trời ơi, cấu ra. Chó kêu đi ni cái đi liền nè, giờ đi vô đây rồi nè. Bạn nào muốn lên thuyền? Rồi mấy bạn nào thích lên thuyền, chuẩn bị lên thuyền thả cua. Cua này mua ở chợ. Ủa chợ gì bán cua nhỏ xíu vậy ta? Hôm nay mình sẽ tập cho các bạn nhỏ phóng sinh. Ủa mấy con này gãy cà que hết rồi. Mấy con này chị này mua hả? Mua mãi chích ngắt rồi. Ôi ơi, con này nó chích ngắt luôn rồi. Mình thả xuống. Chân tay gãy hết trơn rồi. Trời ơi. Trời ơi, chết hết trơn rồi. Rồi mấy em thả đi. Đừng cho nó bốc. Nó bốc vô nó kẹp tay nó. Ờ, mau mau cho. Kệ nó. Nó có
Rồi em bắt có mấy con đó đi. Cho em một cái kéo, em muốn kéo mắt chị không muốn bắt đâu. Vậy thôi để tôi Un bắt. Em rất là sợ luôn. Mấy con này kịp cả đau lắm. Bé chó đây, 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 bé chó ơi. Ui. Ui. Con ngồi nghiêng nè. Con ngồi nghiêng đâu. Đấy, đấy. Mấy con này nó mắc chết hết trơn rồi, thả nó đâu sống được đâu. Nhưng mà nó sống á. Chỉ có mấy con này sống thôi, có hai con sống thôi nè. Này. Bây giờ mình sẽ cắt dây trói cái con Honey. Nó mà té xuống sông kìa. Đi xuống, đi xuống, đã đi xuống, cả cho nó xuống. Xuống không? Bây giờ mình sẽ cắt dây chói cua này ra để thả mấy em này nha. Ồ. Nó khát nước hay sao á? Đó, nó còn sống kìa, mấy cua sống kìa. Đó, nó đứng ngồi nghiêng cả. Bị kẹt bây giờ. Honey muốn... Honey, Honey. Honey, không. Wow, mấy con cua sống được. Hay ghê. Nó đang nổi lên bờ kìa. Nổi lên bờ có cần bà cạt luôn. Ôi khoan, đi vô, đi vô, bé này thương quá nha. Hai bé luôn. Rồi. Hai bé luôn nè. Bây giờ mình sẽ giải cứu cho hai bé cua nhỏ nha. Đây. Sao bé này không cho nó đi luôn đi à, mình phải cắt sợi dây được. Cắt sợi dây cái đó. Ê, cắt dây chói cua nha, thả cua nha. Con cua Kimmy, nó bay ra kia rồi. Thấy vậy? Đâu? Kìa, cái gì đen đen cái chỗ kia không? Ủa? Sao nó chỉ nắp chỗ đó rồi? Chết nhát rồi mà. Chết đâu mà chết. Rồi sao? Nó lè lưỡi kìa. Bạn ơi. Bạn đi xuống sông đi. Chết nhát rồi. Rồi thả bạn cua đi về. Cái càng cua nó này vẫn còn chết mình bao. Còn bạn cua nào nữa không? Đâu rồi. Không được đâu, con lên con té đó. Đây còn một bạn cua nữa nha. Không sao đâu, hôm nay sẽ tập bơi luôn. Tập bơi. Ê, buông ra, buông ra, buông ra. Ôi trời ơi, nó biết bơi. Hay quá. Hết còn con trồn nè. Em nó xong gì trời. Mình muốn chết à. Cho nó xuống cửa đi buông. Rồi các bạn ơi nhớ ủng hộ mình nha để được phóng xanh hàng tuần nha. Đây phóng xanh con gì đúng môi trường của nó, con cua này nó sống ở trong môi trường nước lợ thì mình sẽ thả nó về môi trường nước lợ. Cua này cũng là món ăn rất là yêu thích của rái cá và đây là môi trường sống của rái cá. Sao có hai cái? Ơi, anh trời xuống sông nữa. Nó có chạy nữa kìa. Nó là chó. Biết bơi không vậy? Đúng, nó biết bơi mà. Ông hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi về thôi, cua ít quá. Lần sau chúng ta được các bạn ủng hộ sẽ thả nhiều hơn nha. Con này tím đập hơn nha luôn á. Chó nhỏ nè. Con cua đây nè. Con cua đây nè. Nó còn sống á con, đừng đụng nó kẹp á. Cua đi. Con đó nó không kẹp vậy. Con nó không kẹp. Có con hồi nãy cua bị. Chân hình này đây tấm tấm tấm. Thế là toàn phi vào ông ngoài. Rồi kéo sợi dây vô. Kéo vô nào. Nó kéo vô. Nó kéo vô. Thôi bị trung đó. Trời. Không sao không sao. Không sao. Sợ lắm rồi. Em đừng có đè con này, em mà đè nó một phát thôi là nó xịt. Chết luôn. Nó xịt xì dầu ra luôn. Từ từ lên Phi. Thấy diễn viên của mình sao? Chịu khó đầu tư mấy cảnh té ghê. Rồi chúng ta nghe nó lại luôn. Hình đi không cần. Dạ em cảm ơn.
Về nhà thôi Honey ơi. Chị thấy nó có sợ nước không? Mới nhảy xuống nước bơi đúng không? Rayon sống trong môi trường của rái cá nên nuôi rái cá được. Tôi nuôi rái cá để giải cứu, còn các bạn nuôi rái cá làm thú cưng thì sẽ làm hại cho rái cá và làm cho mọi người nghĩ Tuyun cũng đang nuôi rái cá làm thú cưng như các bạn để câu view, thì việc bảo vệ rái cá của Tuyun sẽ thất bại và rái cá sẽ tuyệt chủng. Giống như là Tuyun phóng sanh cá, các bạn cũng phóng sanh cá, nhưng Tuyun thả cá con nào đúng môi trường của con đó, còn các bạn lại thả cá sai môi trường khiến hủy hoại hệ sinh thái. Tuyun cũng bán đuôi đồ tiên cá, Tuyun làm đồ bơi tiên cá cho em có thể bơi lặn được, tập luyện chuyên nghiệp được, nhưng các bạn lại làm đuôi tiên cá chỉ vì lợi nhuận, hủy hoại ước mơ của các em nhỏ, để các em chán nản và không rèn luyện sức khỏe, không thể thoát khỏi dịch bệnh, bệnh tật. Nếu các bạn bắt chước Tuyun thì làm việc tốt như Tuyun, còn không làm được thì ủng hộ Tuyun, đừng hủy hoại việc làm của Tuyun thì các bạn sẽ bị điều gì đã thấy rõ rồi đó. Tuyun thì thoát khỏi bệnh tật nhưng các bạn thì không. Honey, Honey, rồi chia tay gia đình bạn chó Tiny, bạn chó Honey về nhà. Sao cửa mở không ra vậy? Rồi vô Honey ơi. Ôi, để coi có ai ủng hộ mình không. Nhấn like và đăng ký kênh thì mình tiếp tục phóng sanh. Bây giờ dễ dữ ta. Sao cha dầu nhớt vô trong đó làm chi vậy? Hôm nay đi chơi mới về mọi người ơi. Hôm nay là đang tập đi phóng sanh chung với Tuyun.